Đập lợn sao Tết. Chán quá, bao giờ mẹ mới mua cặp sách mới cho mình nhỉ? Nhi ơi, xem mẹ mua gì cho con này. Có phải cặp sách mới không ạ? À? Không phải cặp sách mà là heo đất. Heo đất ạ? À? Ừ, con heo đất này là mẹ mua cho con đấy. Mỗi ngày mẹ sẽ bỏ vào đây một ít tiền coi như để dành. Cuối năm nếu con ngoan ngoãn, số tiền đó sẽ thuộc về con và con có thể mua những gì mà con thích. Tận cuối năm hả mẹ? Sao lâu thế ạ? À? Phường mình năm nào cũng tổ chức quyên góp cho những hộ gia đình khó khăn vào cuối năm. Mẹ muốn con dùng tiền tiết kiệm này không chỉ để mua đồ mà còn làm những việc ý nghĩa khác nữa. Vậy cuối năm con mới được cầm con heo này hả mẹ? Mẹ sẽ giao nó cho con, nhưng con phải hứa với mẹ là nuôi heo thật lớn mới được thịt, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Heo ơi, phải lớn thật nhanh nhé. Dạ, mới có mấy tháng mà đã nặng ra phết rồi, mẹ nuôi heo giỏi thật. Xem nào, khi nào có nhiều tiền, mình sẽ mua buộc tóc mới, váy mới, cả sô-cô-la nữa chứ. Nhi ơi, xuống đây chơi đi. Đợi mình một chút. Chúng mình đi ăn chè đi. Đầu phố mới có hàng chè ngon lắm. Thật hả? Đi thôi. Ờ, nhưng mà tớ không có tiền. Tiếc quá, chúng mình lại không mang thừa tiền. Thôi, chúng mình đi đi. Trời nóng thế này mà được ăn chè thì còn gì bằng. Phải đấy, xong còn ra công viên chơi trò chơi nữa. Chán quá, chắc giờ này mọi người đang ăn chè vui lắm. Chỉ có mày là ở nhà làm bạn với tao thôi. Giá như có tiền thì tốt biết mấy. Trong bụng con heo đất này chẳng phải đang có rất nhiều tiền hay sao? Không được, mình đã hứa với mẹ là cuối năm mới được mổ heo mà. Làm sao lấy ra được? Nhưng mà mẹ nói nuôi heo cho mình mà. Như vậy tiền này là của mình, mình lấy cũng đâu có gì sai. Không được, như thế là không giữ lời hứa. Mẹ mà biết sẽ đánh đòn mình cho coi. Nhưng con heo là của mình mà, đằng nào trước sau gì mình cũng có quyền sử dụng chứ. Chỉ lần này thôi, cuối năm mình vẫn có tiền để mua đồ và làm việc tốt mà. Mẹ sẽ không biết được đâu. Cái trò moi tiền này cũng thú vị đấy chứ. Mẹ ơi, con về rồi ạ. À. Con về đúng lúc quá. Trong nhà cho mẹ một lát để mẹ mang đồ sang nhà bà ngoại nha. Vâng, mẹ cứ đi đi ạ. À. May quá, đúng lúc mình đang cần tiền để mua kẹp tóc mới. Nhi ơi. Mẹ, không phải mẹ đã... Có chuyện gì vậy con? Sao con heo đất lại... Con... Cái nhiếp này là con lén moi tiền trong con heo đất ra. Con... Bác gửi ít đồ cho mẹ. Mẹ có nhà không cháu? Dạ không ạ. Bác cứ đưa cho cháu cũng được ạ. Thế à? Vậy khi nào mẹ về thì bác sang. Hôm trước đặt hàng, mẹ cháu đã dặn là phải đưa tận tay cho mẹ cháu. Cháu cũng không được cầm. Hôm nay bác Hoa hàng xóm gửi đồ cho mẹ, nhưng lại không đưa cho con mẹ ạ. Vì đồ quan trọng nên mẹ không muốn giao linh tinh con à. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ ra mua chai nước mắm, đang nấu cơm thì hết. Mẹ để con đi cho ạ. Thôi, để mẹ tự mua, con ở nhà đi. Mẹ đã không còn tin tưởng mình nữa rồi. Việc gì mẹ cũng không cần mình giúp nữa. Tất cả là tại mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Có chuyện gì thế con? Chuyện con heo đất. Thà mẹ cứ đánh, cứ mắng con, chứ mẹ đừng im lặng như thế. Con biết con sai rồi. Con đã khiến mẹ không tin tưởng. Con... Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Mẹ mắng với đánh con thì ích lợi gì, con heo đất cũng đâu thể sống lại. Con biết con sai rồi, con đã khiến mẹ thất vọng, mẹ hãy mắng con đi ạ. Mẹ không trách phạt con, vì mẹ muốn con tự nhận ra lỗi lầm của mình. Con phải học cách giữ lời hứa. Nếu con không thay đổi thì mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho con bất cứ thứ gì nữa. Con hiểu không? Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Thôi được rồi, mẹ rất vui vì con đã hiểu ra. Mẹ sẽ không giận con đâu. Thật à? Ngày mai, mẹ sẽ mua cho con một con heo đất khác. Lần này thì con phải giữ đúng lời hứa, không được làm mẹ thất vọng nữa, nghe không? Con cảm ơn mẹ, nhất định con sẽ cùng mẹ nuôi cho heo thật lớn. Tốt, tốt lắm. Đơn giản vậy thôi. Ơi, bánh mì của ba thơm quá. Con trai của ba dậy rồi đó hả? Đây, bánh mì ra lò mẻ đầu tiên, ba để dành cho con đó. Con mau ăn đi cho nóng. Bánh mì của ba là ngon nhất trên đời luôn. Chỉ được cái khéo nịnh ba là giỏi. Con mau ăn đi, hôm nay là cuối tuần, con phải phụ ba bán hàng đó. Vâng ạ. Ba xem bánh con nặng có đẹp không này. Đây là ba, đây là mẹ, còn đây là con đấy. Con nặng bánh cũng đẹp gần bánh ba làm rồi đấy. Bánh mì thơm thế này chắc chắn sẽ rất đắt hàng đấy ba ạ. Cháu chào cô. Cô muốn mua bánh mì loại nào ạ? Ôi, cháu dễ thương quá. Cho cô chiếc bánh mặt cười kia kìa. Chắc chắn hôm nay cô sẽ luôn tươi cười như chiếc bánh này đấy. Cô cảm ơn cháu nha. Con trai bán hàng còn giỏi hơn ba nữa đấy. Giờ ngoại khóa hôm nay, cô muốn tất cả các em chia sẻ ước mơ của mình cho các bạn nghe. Bây giờ hãy lấy ra một tờ giấy và viết ước mơ của mình lên đó. Ước mơ ư? Bạn nào muốn xung phong nói về ước mơ của mình trước nào? Thưa cô, em ạ. Được, em hãy đọc to ước mơ của mình đi John. Sau này khi lớn lên, em muốn trở thành một thợ làm bánh mì vĩ đại như ba của em vậy. Thợ làm bánh mì á, thế mà cũng ước với chả mơ. Các em trật tự nào. John, em có thể giải thích tại sao em lại muốn trở thành một người thợ làm bánh cho cô và cả lớp nghe được không? Dạ thưa cô, vì em thấy ba em thật là vĩ đại và vô cùng đáng kính. Sáng sáng, khách hàng đến mua bánh mặt cười ở cửa hàng của ba em. Họ đều cười rất vui vẻ và cảm ơn ba em. Ba em nói mỉm cười chính là hạnh phúc. Oh, ra là vậy. Tốt lắm John. Các em ạ, ước mơ của mỗi người là khác nhau, nhưng cô muốn các em hiểu rằng không có ước mơ nào là tầm thường cả. Tiền thừa. Xe có đi ngay không hả chú? Tới giờ thì mới xuất bến được chị ơi. 30 phút nữa. Xe chưa có người nào, 30 phút nữa mới chạy, lâu thế chờ sao được. Đi con, mình tìm xe khác. Con mỏi chân lắm rồi. Lên đi chị, giờ này còn mỗi chuyến của em thôi. Xe nào cũng phải có lịch, chứ không phải thích là đi được đâu. Để em cho túi vào cốp cho. Thôi lên đi con. Cất túi cho chị cẩn thận nha. Rồi bà chị cứ yên tâm. Mệt quá. Nóng không con? Chịu khó một tí, ngồi xe 2 tiếng nữa là về tới quê rồi. Con mệt lắm, chẳng muốn về quê đâu. Lần nào cũng say xe. Cô ơi, mua mận đi. Mận ngọt ngon giòn lắm, 15.000 một ký thôi. Mẹ ơi,
mẹ mua bận cho con đi, con thích ăn lắm. Bận có ngọt giòn thật không đó? 12.000 đi. Dạ không được đâu ạ, 15.000 là rẻ rồi cô. Mận không ngon cháu không lấy tiền đâu. Rẻ cái gì mà rẻ, thôi không bán thì thôi. Mẹ mua đi, con muốn ăn mận mà. Thôi được rồi, bán cho cô một túi. Dạ đây ạ, 15.000 cô ơi. Đúng là mận ngọt lắm mẹ ơi, ngon quá. Đây, trả lại cô 85.000. Chết rồi, cháu chưa có đủ tiền, cháu mới chỉ bán được có một túi, có mỗi 15.000 thôi. Bán hàng mà không có đồng nào trả lại khách, trả ra làm sao cả. Cô chờ cháu một chút, cháu đi đổi được ngay ạ. Này. Nó chạy gì mà nhanh thế không biết. Thái Bình đi, Thái Bình nào. Xe sắp chạy chưa chú? 10 phút nữa thôi. Nhanh nhanh hộ em cái, em sắp đến giờ chuyển bánh rồi. Đây đây. Bay quá, còn đủ chỗ ngồi. Đã đến giờ xuất bến, đề nghị hành khách ổn định chỗ ngồi nhé. Cái con ranh này, trong mặt mũi có đến nỗi nào mà lại lừa đảo thế chứ. Sao thế cô? Nó bán túi mận cho em 15.000, em đưa nó tờ 100.000, nó kêu không có tiền lẻ, chạy đi đổi. Thế là mất hút luôn từ nãy đến giờ. Ra là thế, em tin người quá. Tiền nó cầm tay rồi, dạy gì mà quay lại chứ. Bực mình thật, gần ngày tuổi đầu còn để nó lừa mình. Cô dì ơi, cô dì ơi. Cô ơi, chờ cháu chút. Cô ơi, cháu gửi cô 85.000. Hỏi mãi mấy chỗ mới có người chịu đổi cho. May quá, xe chưa chạy mất. Cháu tí nữa là đổ oan cho nó rồi. Làm vậy phải tội chết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.